Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Tucson nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay cũng đã là ngày 13 của tháng 4 rồi. Với cái chính sách giá bán đang được cộng thêm rất là nhiều tiền mặt khi mà anh em có nhu cầu mua xe tại cái thời điểm giữa tháng 4 này. Thì với cái chính sách giá bán được tăng cường như vậy thì trong cái video ngày hôm nay em xin phép được chia sẻ cũng như cập nhật những cái chính sách giá bán cũng như các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng Hyundai Tucson này anh em nhé. Thì dòng Hyundai Tucson này sẽ có 4 sự lựa chọn cho anh em. Nó bao gồm là bản 1.6 turbo này, 2.0 dầu đặc biệt, 2.0 xăng đặc biệt và 2.0 xăng tiêu chuẩn. Đó. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết tất cả các phiên bản cho anh em thì anh em hào phóng cho em xin một lượt like nhé, cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những chính sách giá bán mới nhất mà mỗi khi em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái bản 2.0 máy xăng tiêu chuẩn. Cái bản này hiện tại đang có giá là 845 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm giữa tháng 4 này thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 930 triệu. Trả góp thì đang là 239 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 914 triệu. Trả góp thì đang là 223 triệu. Còn là lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 896 triệu. Trả góp thì đang là 205 triệu. Đó. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký. Ví dụ bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký đăng kiểm, phí đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình nhé. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết nhất và sẽ là cạnh tranh nhất anh em nhé. Đó. Hiện tại bên em đang còn một số xe sẵn xe giao ngay của cái bản 2.0 máy xăng tiêu chuẩn này anh em nhé. Khi anh em gọi điện cho em thì chính sách giá bán nó sẽ tốt hơn như thế này anh em ạ. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Tucson 2.0 máy xăng đặc biệt. Cái bản này hiện tại đang có giá là 955 triệu. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.040 tỷ triệu. Trả góp thì đang là 265 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.023 tỷ triệu. Trả góp thì đang là 247 triệu. Còn là lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1.005 tỷ triệu. Và trả góp thì đang là 229 triệu. Đó. Còn anh em nào muốn có giá tốt, giá cạnh tranh thì anh em vui lòng gọi điện cho em đi, vì chính sách giá bán nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Còn mua qua trả góp ấy thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em khoản vay lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm anh em nhé, và tối thiểu là 3 năm. Thời điểm này thì cái chính sách lãi suất của ngân hàng ấy nó được giảm rồi. Năm đầu tiên, những cái tháng đầu tiên của năm đầu tiên thì đâu đó là của nó vào khoảng 0.85 và các năm tiếp theo của nó vào khoảng 1.0 anh em nhé. Đó. Còn cụ thể như thế nào, anh em vay bao nhiêu thì anh em gọi điện cho em hoặc nhắn tin để em gửi cho anh em cái mức lãi suất cũng như là cái chi phí trả góp gốc lãi hàng tháng nó sẽ chi tiết nhất anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Hyundai Tucson 2.0 máy dầu đặc biệt. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1.060 tỷ triệu. Với cái bản 2.0 dầu đặc biệt này thì bên em hiện tại đang rất là nhiều xe sẵn xe giao ngay, chính sách vô cùng là tốt anh em nhé. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.177 tỷ triệu. Trả góp thì đang là 301 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.157 tỷ triệu. Trả góp thì đang là 278 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1.139 tỷ triệu. Trả góp thì đang là 261 triệu. Đó. Với cái chính sách giá bán thì nó sẽ còn rất là tốt khi anh em gọi điện cho em. Đó. Kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em trực tiếp đứng bán cũng như là chuyên chia sẻ về giá xe.
cập nhật liên tục cái chính sách giá bán một cách nhanh nhất và chính xác nhất anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Hyundai Tucson 1.6 Turbo. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1.055.000.000. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1.188.000.000. Trả góp thì đang là 302.000.000. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1.170.000.000. Trả góp thì đang là 279.000.000. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1.152.000.000. Trả góp thì đang là 261.000.000. Đó. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký anh em nhé. Là bao gồm tiền thuế trước bạ này, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Và cái giá xe tổng lăn bánh này nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều khi anh em gọi điện cho em anh em nhé. Vì chính sách giá bán có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nên là em sẽ tính được cái mức giá tốt nhất khi anh em gọi điện cho em anh em nhé. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em tất cả các phiên bản của dòng Hyundai Tucson ở cái thời điểm giữa tháng 4 này rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt, giá cạnh tranh thì gọi điện ngay cho em đi nhá, anh em nhá. Đó. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em trực tiếp đứng bán và chia sẻ chính sách giá bán một cách tốt nhất, cạnh tranh nhất và chính xác nhất, anh em nhá. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.